dẫn cách làm một cây hoa như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Cái thứ 6 này. Cái thứ 7. Cái thứ 8 này. Sau khi mà mình đã cắt xong được 8 cái cánh hoa rồi, giờ mình sẽ dán nhé. Mình sẽ dán nó lên cái nhị hoa màu vàng. Giờ mình bắt đầu dán nhé. Để dán cho nó được cân đối thì mọi người cứ dán đối xứng lại với nhau. Giờ mình sẽ dán cái đầu tiên. Tiếp nha. Sau khi mà dán được 4 cái như thế này rồi, mình sẽ tiếp tục dán 4 cái tiếp theo. Mình dán như thế này thì những cánh hoa của mình nó sẽ được đều nhau, nó không bị lệch. Cái cuối cùng. Như vậy là mình đã gắn xong cái phần hoa như thế này rồi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ vẽ cái phần mặt cười nha. Mặt cười mình sẽ sử dụng một cái bút để mình vẽ này. Đợi mình xíu mình lấy cái bút lên. Mình sẽ vẽ cái mặt cười ra đây nha. Sau đó mình sẽ dùng cái bút màu. Mình vẽ cái má hồng. Bút màu mình sẽ sử dụng bằng màu đỏ. Cái bút màu nước này. Như vậy là mình đã vẽ xong cái mặt của bông hoa như thế này, mặt cười này. Giờ mình sẽ đi làm cái cây nha. Cái cây thì ở đây mình có cái tờ giấy màu. Mình sẽ lấy một cái tờ giấy này. Nếu mà mọi người có sẵn một cái cây hoặc là một cái que thì mình có thể tận dụng luôn cái phần cây đấy nha. Còn ở đây mình sẽ sử dụng một cái tờ giấy như thế này, mình sẽ quấn lại thành một cái cây.
là mình đã tạo ra một cái cây này. Sau đó mình đã có một cái cây thì mình sẽ đi làm lá nhé. Đây, mình sẽ cắt ra hai cái lá. Đây, mình sẽ gắn nó vào nha. Mình sẽ gắn hai cái lại với nhau như thế này, sau đó mình sẽ gắn nó lên cái cây này. Mình sẽ gắn bông hoa lên cái cây này nhé. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một cây hoa đáng yêu như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.